Yeah.
Của anh không được nhé. Và cái màn của anh nó có vấn đề, nó bị mờ nhiễu. Và em và không hay nữa, tại vì em đang tháo ra em nhìn thấy thế, em kiểm tra lại mà nhìn thấy nó tối mù, xong là nhiễu nó kẻ. Và nhanh nhé. Nhà mình có quả pin của con S2 HD không nhỉ?
cũng pin hộp sắt không anh? Thế có loại nào tốt? Mỗi một loại thôi à? Thế từ giờ đến trưa có chuyến nào ra ngoài này quảng cho em quả nhé. À, hai quả đi, hai quả. Thế nhé. Thank you.